What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review nhanh một em bàn phím giả cơ khá là độc đáo. Và với cái con bàn phím này, có lẽ đây là một trong những con bàn phím giả cơ đầu tiên mà mình thấy nó có cái thiết kế độc lạ như thế này. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đi đập hộp luôn nhé. Let's go. Đầu tiên thì các bạn thấy là cái hộp của nó khá là nhỏ nhắn. Và có một cái hay đó là mình thấy cái họa tiết hoa văn của cái vỏ hộp ấy nha. Nó sẽ theo cái kiểu mà nó giả da, màu đen thui nhưng mà giả da, nhìn khá là hay. Đó. Ở trên hộp thì nó không có in bất kỳ cái thông tin gì của hãng luôn. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy chiếc bàn phím nằm ở giữa, nằm ở trong bọc chống sốc. Đó. Khá là nhỏ nhắn. Bên trong nữa thì chúng ta sẽ thấy có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Cuốn này thì nó sẽ có ghi cả tiếng Anh nữa, cho nên là các bạn yên tâm sử dụng nha. Bên trong chúng ta còn được kèm thêm một cái sợi dây cáp nữa, và dây này sẽ là dây tai si. Quay trở lại bên bàn phím tí hon này thì chúng ta thấy đây là một bàn phím layout 60. Đó, và của cái hãng của nó sẽ là hãng HISG này. Đó, mình cũng không biết đọc chính xác là như thế nào. Chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có thiết kế theo kiểu trong suốt, nhựa trong suốt hoàn toàn luôn. Và sẽ có cái keycap này là kiểu keycap làm mờ. Kiểu mờ khói ấy. Màu xương, xương đục đục ấy. Nhìn khá là hay. Và chúng ta thấy được cái thiết kế này rõ ràng là thường nó chỉ xuất hiện ở trên những cái dòng bàn phím cơ thôi. Hiện tại thì đây là lần đầu tiên mình thấy có một con bàn phím giả cơ layout 60 mà còn làm theo cái kiểu trắng đục xin led như thế này nữa. Khá là lạ. Với lại là mình thấy là cái ký tự khắc ở trên này nhá, rất là đẹp luôn. Rất ít con bàn phím giả cơ mà nó có các cái ký tự làm đẹp như thế này, nổi bật ở trên cái nền trắng. Đó là những cái ký tự màu đen. Ở đây chúng ta thấy cái space là nó sẽ có hai cái thanh lò xo chống lên thay cho cái stab của những con bàn phím cơ. Về cái độ cao của cái keycap thì chúng ta thấy được là cái độ cao nó vẫn giống như những con bàn phím OEM bình thường thôi. Cái keycap của những con này thì tất nhiên là chúng ta không thể thay được. Đó. Chúng ta sẽ không thể thay được thế được nhé. Không thể thay thế được. Mà chúng ta chỉ cứ giữ sử dụng là keycap của gốc của bàn phím thôi. Nếu như mà có thay thì chúng ta chỉ có thể thay từ những cái con giả cơ khác mà chúng ta thay sang thôi. Và nó sẽ không có được đẹp bằng cái con này. À, về cái độ dày của keycap thì chúng ta thấy đó, nó rất là mỏng. Nó không được ngon. Vì em này là phím cao su thôi cho nên là chúng ta sẽ có một cái tấm cao su ở dưới. Những cái chân của nút bấm này thì cũng làm bằng nhựa trong suốt luôn. Cao su cũng trong suốt luôn. Nói chung là hoàn toàn là theo cái kiểu trong suốt. Cái cây của nó thì cũng sẽ được làm theo kiểu trong suốt nhựa PC. Cũng khá là dày chứ không hề mỏng đâu. Độ cứng của con này cũng khá là ổn. Đó. So với một con bàn phím giả cơ thì mình nghĩ đây là một cái con mà có cái thiết kế build khá là cứng cáp. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ thấy được bốn cái chân cao su để chống trơn trượt, một cái tem của nhà sản xuất đó. Ở phía đằng sau này thì chúng ta sẽ thấy một cái mặt con nằm ở đây, đây là cái mặt chính điều khiển. Và cái hay của em này đó là sẽ có dây cáp rời, rất ít con bàn phím giả cơ hỗ trợ dây cáp rời nhé. Và đầu của nó sẽ là đầu tai si luôn, đó, rất ngon. So với những con bàn phím giả cơ khác thì mình nghĩ với cái thiết kế với kiểu view như thế này thì rất là hiếm gặp. Rồi cái đặc biệt của con này nữa đó chính là cái hệ thống đèn LED, để mình thử cắm cho các bạn xem nhé. Sau khi mình cắm vào thì các bạn thấy khá là bất ngờ đúng không? Con này có một cái hệ thống đèn LED rất là sáng và cái đèn LED của nó chuyển RGB cũng rất là mượt mà nữa. Không hề giống như những con bàn phím giả cơ bình thường khác mà nó có cái hệ thống đèn LED cực kỳ là xuất sắc. Chúng ta cũng có thể chỉnh được một số các cái kiểu LED. Tuy nhiên thì con này cũng khá là hạn chế về các cái chế độ LED tại vì nó chỉ là phím giả cơ thôi. Chúng ta cũng có thể chuyển sang chế độ LED một màu như thế này. Đó. Đấy, rất là đơn giản. Hoặc là chuyển sang chế độ chạy LED hoặc là chế độ tự động đổi màu. Đó. Nó sẽ có một số ít chế độ thôi chứ không có nhiều. À, tuy nhiên đối với một con giả cơ thì như vậy là quá xuất sắc rồi. Và cái đèn LED của con này rất là sáng luôn. Mặc dù là mình đang để đèn phòng nhưng mà hệ thống đèn LED của nó cũng quá là nổi bật. Đối với một con bàn phím giả cơ thì mình nghĩ đây là một trong những cái con mà có cái hệ thống đèn LED đẹp nhất.
Ok, về cái cảm giác bấm thì tất nhiên những con bằng phim giả cơ thì sẽ không bao giờ có cái cảm giác bấm ngon bằng phim cơ được. Nhưng con này thì nó cũng sẽ cho một cái độ đàn hồi khá là tốt. Với lại bàn phím giả cơ kiểu này thì nó sẽ có cái độ nảy tốt hơn là những cái bàn phím cao su kiểu văn phòng. Rất là nhiều bạn cũng có yêu cầu mình thử sao test thì ok, hôm nay mình sẽ cùng sao test luôn cho anh em nghe về con này nhé. Vừa rồi là mình đã sao test xong cho anh em nghe, thì con này nó có cái sao test cũng khá là bình thường thôi. Là phím giả cơ thì cái độ ồn của nó cũng không quá lớn, cho nên sẽ thích hợp với những bạn nào mà không thích ồn nào. Tuy nhiên thì và thích một con bàn phím nhỏ gọn như thế này với hệ thống đèn LED rất là đẹp. Tuy nhiên thì con này cũng có một số hạn chế, ví dụ như là nó vẫn sẽ phải gắn dây chứ không thể nào mà dùng không dây được. Và nó sẽ không có cái start, cho nên là những cái nút cắt hay là nút shift như thế này thì nó sẽ vẫn sẽ nghe hơi lọc sọc một xíu. Tuy nhiên thì nó sẽ làm hơi một xíu thôi chứ nó không thể nào lọc sọc bằng những cái con bàn phím giả cơ mà kiểu dạng giá thấp khác. Và cái giá của em này thì chỉ khoảng hơn 300 ngàn thôi, nó cũng khá là ngon. Các bạn nghĩ sao về em bàn phím giả cơ này? Nếu mà có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tham khảo thêm giá bán của em này thì mình có để ở trong phần mô tả của video ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bót Gear đấy. Bye bye.